Những bí quyết hay hỗ trợ điều trị hiệu quả chứng bệnh ho sẽ lên sóng vào lúc 12:50 chủ nhật tuần này, ngày 15 tháng 3 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Cốc cốc cốc, nếu là thỏ cho dí dượm. Nhìn cái mặt con cáo mà mượn mua đồ con thỏ hay hết. Mà mỗi lần nó ho như vậy là có thể nó tiến. Tuần này, bác sĩ gia đình sẽ mang đến những bí quyết hỗ trợ điều trị chứng bệnh ho và phòng ngừa viêm hô hấp ở trẻ. Thuốc kháng sinh này không được uống tùy tiện nghe chưa? Sức đề kháng của nó yếu, mình phải cho uống thuốc kháng sinh vô. Hôm nay cứ gặp vậy nó mới mạnh lên. Thuốc đắng con không uống đâu. Nhờ bác sĩ tư vấn để điều trị một cách an toàn và hiệu quả. Chúng ta sẽ được lắng nghe cách phòng ngừa và điều trị bệnh từ các bác sĩ là chuyên gia hàng đầu. Khi ho, nếu mà nó có biểu hiện sốt, đau họng, khàn tiếng thì đó là có thể là do tình trạng viêm nhiễm những cái con virus. Còn lại là một số ít là do vi khuẩn. Chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân để chúng ta điều trị chứ không thể nào dùng thuốc vừa bãi được. Hãy đón xem chương trình Bác sĩ gia đình với chủ đề làm thế nào để vừa trị ho vừa chống viêm đường hô hấp ở trẻ em, phát sóng lúc 12:50 chủ nhật ngày 15 tháng 3 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.